Xin kể cho bà con cô bác nghe một mối chuyện về con Trăng Linh. Thì hồi đó nó có nhà hai ông này vườn ở Cần Thơ, ông ngủ sau một đêm sáng thức dậy gặp con trăng khoảng có chừng nửa ký lô, nó cũng sáng sủa, con trăng đẹp lắm. Cái nó mới đầu nó bò vô chân chỗ cái cửa ngõ nhà ông chỗ để dép. Cái sáng ông gà nó gặp ông mẫu 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 giờ ở đầu, cái ông nó sao đâu mà vô nhà tao mà ở đi, rồi bắt đem ngay giường thả thả con trăng. Cái bữa sau nó vô nữa cũng ngay chân chỗ dép nữa, rồi gặp ông bả gà sáng cái gì nó mẫu mẫu nữa, cái ông nó tao thả lần này hay lần nữa mày, chứ mày có chở vô là tao nuôi mày luôn, bởi giờ thôi em đem đi thả đi thả. Là bữa sau lần thứ ba là vô ngay chân nữa, gặp ông bả giờ đầu mẫu mẫu. Cái ông bà quan thôi thấy con trăng là có duyên với mình, để giờ là ông ấy mình nuôi bời, gọi là nuôi nuôi và thấy cũng dễ cưng, thấy con trăng này cũng hạp cho nó khôn quá đi. Cái ông nuôi nó vô thời gian, ông kêu nó ngang nó mày vô chuồng để vô, nó làm cho nó biết nghe mà nó bò ra tắm rửa rồi nó cũng biết, nó hiền lắm. Nuôi thời gian lâu khoảng cỡ cũng mười mấy năm, 16 17 năm, thì ông nhà cũng có đứa gái gái thì cũng khi mà con trăng lỡ thì cũng mới sinh nhỏ gái, thì nuôi nhỏ gái nó cũng mến con trăng lắm, cũng giỡn đùa chơi với con trăng rồi nghe lời nói thằng trăng làm những biết nghe nữa. Mà mỗi lần nhỏ đó nó đi khỏi á, thằng trăng cũng buồn ngóng 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 ngóng, mà nhỏ đôi gì về cái nó mừng lắm. Cái 17 năm nó cái mười mấy chặt năm mà chắc con 17 trăng năm lớn hả chú trăng Tư? lớn rồi, trăng lớn dữ lắm rồi, khôn rồi. Thì cái ổng nuôi trăng ổng mến, thôi để nữa tao gả gái tao cho mày, ổng vô tình cũng nói chơi. Thì bắt đầu với tới bữa đám nối cho chồng coi, đám nối nó cũng không nói gì, nó buồn nó nằm rũ rượi. Rồi tới chừng qua là mấy tháng sau tới đám cưới, qua rước dâu nó phá chuột phóng là liền, quấn nhỏ nó liền, quấn siết liền. Thì mà ai lại gần là siết nhỏ nó, nhỏ là nhỏ cô gái là trời chánh ra chánh ra đau lắm, siết tôi đau lắm chứ đau lắm, người ta lấy ra người ta không ai lại gần, nó không siết nó lấy mà nó vẫn quấn nó hoài đó. Rồi chú rể là gần nào là siết hùng ấy, nó sợ bắt cô dâu đi, cô dâu la trời chết tôi đau quá đau, chánh ra chánh ra thì chánh ra, mà chỉ ổng với bả lại gần đó, thì là được. Nhưng mà cầm dao cầm hung khí gì hay súng mình tính lại giết thì nó siết đi lại, tại không ổng bả lại mới đút nhỏ này uống nước, nó siết là vô đó rồi là cứng rồi nó đâu có buông, thì là nó gác cái mỏ này chân cái dây vô nhỏ đó, cái miệng đó, nhỏ nó khóc rồi nước mắt rớt xuống nhiều, là liếm nước mắt nhỏ này rồi người ta coi quá đông cái bàn tính xôn xao. Thì bắt đầu mới nói bây giờ là trăng này là nó biết hết, bây giờ không có cách nào làm được. Giờ mới hồi thời đó bác sĩ nó cũng giỏi, nên thôi bây giờ là giờ kêu bác sĩ giả bằng đồ dân mới lấy ống chích thuốc mê bơm vô thiệt nó cực mạnh, cái lén lại gần nó nè, tay không nó không xiết mà nó cũng hơi hơi lại cái bác sĩ lại nó lén lại lại gần đâm muốn chích chích vô nó một mũi bóp mạnh vô luôn, không tê không mê, thịt trăng nó khác thịt mịn đâu mê. Bắt đầu là lại là bàn tiêm thêm mũi nữa thuốc cực mạnh không mà muốn mê đó, nó xiết nhỏ thì khoảng 3 ngày nằm đó. Thì bà ổng bả lại đưa cơm nước thì nó cho ấy, mới đậu nhỏ thì cô gái nó uống ăn rồi ăn là sau buồn khóc tới ngày thứ ba đó là cô gái nó không ăn nữa. Rồi con trăng nó dứt khoát nó không buồn, nó siết hoài nằm đó, quấn cái cô rồi gái này nó lại quấn vô chứ quấn cứ ngắt luôn. cô Ngày bà đối đối cô gái mới xỉu gần chết rồi, là gái hết ăn nổi luôn rồi, là bắt đầu nó mới siết mạnh luôn, nó siết cô gái chết chết rồi, là quay qua là người ta dí biết chết đâu còn gì sợ nữa, mới người là nào là cây chĩa đồ đông lắm, 50 70 người dí mới đập nó. là nó cố tình giết chết luôn hay Là là sao chú nó Tư? cố tình giết cô gái chết luôn, Dạ. là rồi là nó xả ra là quay đi dí đập nó chết, nó xả ra nó không chạy nó cũng nằm đó, đập nó chết luôn, dí người đập đầu đập đuôi là chết chết rồi. Là tối mới sao ông ngủ thì nó báo mộng nó số nói ngôi nhà này là duyên kiếp, nhưng mà nó bị đày đọa kiếp con trăng, thành ra hai người không gặp được nó bị hành phạt kia chết, thì kiếp này sau hai người mới gặp lại được, kiếp này bị hành vậy đó. Ra là cái duyên số nó là thanh niên, cái duyên nợ của hai đứa nó là bị gì đó, nó cũng làm cái quả báo, thành ra bị hành lên trăng, hai người không cho gặp cận kề nhau được, phải bắt người làm người người làm trăng. Ra là gì nó báo mộng nhộng vậy đó. Thấy hai người hồn quan mới nắm tay nhỏ gái ông là hai người đi
lúc trước con chăn nhỏ nó bò vô nhà là có cái điềm mà đã ha chứ có tôi... cái điềm mà nó lặn chăn linh là hai đứa nó duyên nợ mà đâu có biết, cứ thả nó là nó đảo lại hoài à. Khoan, giờ bên nói lại hay gì không con chăn chết thì nó mới đem xác của gái nó chôn vườn chăn thì bị đập chết rồi là về là qua đêm sau ngủ mới thấy là ông bà thấy là hồn là thằng gái thanh niên mà tôi nói về duyên kiếp của nó với cô gái vậy là với cô này duyên nợ nhưng mà bị nó bị hành nó bị đày đọa không thành người được, bắt hai người phải ngăn cách một thời gian 17 năm mới cho gặp lại, thì hai người gặp lại rồi mới chết, thì xuống suối vàng với lợi xiết rồi duyên nợ nó vậy đó, rồi hai đứa thấy nắm tay dắt nhau đi. Ổng như bà cũng bớt buồn rầu lúc trước thì rầu lắm, nhưng sau thì nghe nó báo mộng vậy đó, ổng như bà cũng bớt rầu lo. Bởi vì cái tiếng nói của ông bà cô gái này cũng làm con chăn nó cũng ấy ha chú ta. Ổng vô tình ổng nói chơi nhưng mà nguyên chăn nó biết nghe. Chăn nói nó chăn nó linh lắm. Nó hiểu những người làm sao vô định biết nó mừng mà. Nó mà ổng bả đi khỏi đây mà nếu mà đi về nhà là nó ra cửa đó đưa đầu nó mổ rồi đó. Mà kêu gì nó nghe nấy, nó cũng như là nó biết hết trơn đó. Mà mười mấy năm là con chăn mấy có thể nó quắn chết cô gái là chắc thể chết, là lớn mấy chục ký rồi, mấy chục ký rồi. Rồi là nhưng mà nó cô gái thường chơi thân quắn quýt lắm. Cô gái nó đi nha. Thì là nó nhóng trong nó chờ nó không ăn nó buồn rũ rượi mà gái nó về hô hơi về đi đâu về tới là nó nhóng ra là nó mổ lại chạy lại nó liếm. Giỡn chơi với nhau thân thích nhưng mà không ngờ là nó duyên nợ nhưng gia đình đâu có biết. Vô tình không nói chơi nữa đây là đâu có thiệt nó nghe cái câu chuyện này là ở đâu hả chú Tư? Ở Cần Thơ hồi trước tiếp thu dạ là cái năm 565 thời đó là cái câu chuyện mình tới đây kết thúc chứ cũng câu chuyện bao nhiêu là cũng kết thúc.